Không biết là mọi người có giống mình không, nhưng mà trước giờ thì mình vẫn nghĩ là ở cây top ấy chỉ chuyên về lẩu tốc các thứ thôi. Cho đến ngày hôm nay thì mình mới phát hiện ra là ở đây lẩu Thái mới là số 1. Quay trở lại với buổi trưa hôm trước thì bọn mình có ghé qua thử cây top ở Lê Hồng Phong. Đến đây thì các bạn nhân viên tư vấn cho mình gói buffet 259 còn được tặng thêm cả một canh lẩu. Xong rồi còn bảo cái gì mà đang có chương trình đi 4 tặng 1 các thứ ấy. Tức là mọi người đi 4 thì chỉ phải tính tiền 3 thôi. À mà mức giá trên thì chưa bao gồm quầy like nha. Muốn dùng thêm quầy like thì mọi người sẽ phải bỏ thêm 29k nữa. Lúc mình đi ăn là buổi trưa tầm 11 giờ cũng khá là sớm nên là mình thấy đồ ăn ở quầy like gần như là đầy đủ hết. Tuy nhiên thì số lượng món mình thấy có vẻ hơi ít, nhưng mà không sao, so với mức giá 29k thì mình thấy cũng ổn áp rồi, miết sao có gà là được. Ngoài ra thì mọi người cũng nên thử trà sữa ở đây nha, rất đậm vị trà. Về phần đồ nướng ở đây thì mình thấy cũng đa dạng các loại thịt như kiểu là ba chỉ này, nạc vai heo, rẻ sườn, vân vân. Bên cạnh đó thì cũng có thêm cả hải sản nữa. Có một điều mình khá là thích ở đây chính là miếng thịt, miếng nào mình thấy cũng to, cắn ngập chân răng luôn. Tuy nhiên thì ăn nó không hề bị dai nha mọi người. Mình thấy các loại thịt ở đây đa phần là người ta không tẩm ướp đâu, nên là khi ăn ấy thì mọi người có thể chấm cùng cái nước sốt này này, nó sẽ làm tăng thêm cái vị đậm đà cho miếng thịt. Ăn xong nướng thì mọi người có thể gọi thêm một nồi hải sản hấp như thế này, nó cũng nằm ở trong set buffet luôn. Mình để ý là món này nó sẽ có hai cách ăn. Cách thứ nhất là mọi người chỉ ăn hải sản không thôi, ăn trực tiếp trong cái nồi này này. Hoặc cách thứ hai là mọi người có thể đổ nước lẩu vào ăn cùng, ăn nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Cái vị ngọt của hải sản nó tiết ra ấy, hòa quyện với vị cay tê của lẩu Thái ăn cuốn cực. Thêm vào đó các topping như kiểu mực hay là bạch tuộc ấy cũng khá là chất lượng. Mọi người nhìn này, con mực ở đây nó to mà lại còn dày mình nữa. Nói chung để mà hỏi đến cây top ăn gì ấy thì mình chắc chắn vẫn sẽ vote cho lẩu Thái nha. Ăn xong rồi thì đừng quên chấm miệng bằng một cốc kem mát lạnh, thêm vào đó là một ít trân châu. Về không gian ở đây thì mình thấy cũng rộng rãi nên là nếu mọi người đi ăn theo nhóm đông đông á thì có thể tham khảo ngay địa điểm này nhé.